Yo. Giờ rap đúng quá, giờ này còn gặp nhà Vi không? Đúng, mày nghĩ sao? Tao đâu có rảnh nào mà lo mấy cái chuyện đó. Mẹ lo lâu quất nó 1 lần mà đụng mà tụi fan hâm mộ nó nói mình quá trời quá. Tụi nó sốc thì mình quất tiếp thôi. Bây giờ mình xuống chắp chắp đi, tao mới làm việc. Giờ sao muốn đi bán đồ em lấy mấy ký giờ nên mình đi bán tiếp. Mày không á? Mày nghĩ sao? Anh em mình đã ở tù mấy năm trời cái vụ bán, rồi bây giờ mình đi bán tiếp rồi bắt đầu đi vô đây tiếp. Tao nghĩ là mày ở trong đây riết rồi bây giờ mày quen rồi đó. She know me like, huh? Welcome to the dirty where my homies getting paper. Shout out to my ninja from the bottom to the top, yeah. We don't give a fuck, fuck give you no boy calling me a dope boy, cause I move 100, made 100. Now I'm coming up with my ninja. Shot with the melee, made him shook like vanilla. Playing with a scale, boy. Hot right at the kitchen, man, you know it ain't stale, boy. I just know the money, I just know my homie. 0 to 100, how you want it, you can get it. Boy, I got these 2 phones, they be ringing all night long. We don't close the shop unless the cop got the drop, man. I've been doing numbers in the trap, man. Trap, 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 trap it with my ninja, yo. Anh vẫn mang tiền về, xách cây dũa, 2 cây hàng. Sáng là phải thức giấc, leo lên xe rồi đi làm. Dũa là kiếm tiền ngàn, chứ không giỡn chơi đâu nha. Bác sĩ nèo kiếm tiền triệu, chữa homeless đâu mà ra. Đổi nước sơn chân, chị mang dứa sao nó thúi. Em ra bộ với chị cho vui, nếu như không chị buồn tủi. Chị đánh cái tour này ép, từ là một qua cắt da tay. Em chịu khóc nên tùy ý chị, như bên trong bụng không chắc là vậy. Em là em rất hiền, nhưng đổ lại cũng rất điên. Chị lặng lời với em chỉ có, trước là em cho chị tắt điện. Một ngày ôm 2-4 lần cô, vậy hỏi em có chỗ nào khổ. Đi làm nail hơn chút được tắt hay là lô tô chút mấy cũng lâu. Làm thì mới có ăn, xách cái dũa đi làm nail để kiếm tiền. Thì có phiền khi trả bill từ Honda qua Cadillac. Thì anh cày từ thứ 2 cho tới thứ 7, 2-3 năm là đủ tiền mở tiệm làm bông chậu. Xách cây dũa đi làm nail, 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 xách cây dũa đi làm nail